Anh muốn xới cơm cháy để kinh doanh nhỏ, mấy bên em có loại nào phù hợp với anh không? Anh Nam hỏi. Mơn câu hỏi của anh Nam. Nếu anh muốn xới cơm cháy để phục vụ cho việc kinh doanh nhỏ, bên em có một số loại máy xới phù hợp với nhu cầu của anh. Dưới đây là các tùy chọn mà anh có thể xem xét. Thứ nhất, máy xấy nhiệt. Đây là dòng máy xấy có chi phí đầu tư thấp nhất hiện nay nhưng sẽ tiêu thụ điện cao nhất trong các loại máy xấy. Nếu anh xấy quy mô nhỏ dưới 100kg tươi trên một mẻ thì dùng dòng này là hợp lý ạ. Thứ hai, máy xấy năng lượng mặt trời tới hợp xấy nhiệt. Đây là dòng máy xấy cho ra sản phẩm đẹp nhất hiện nay và tiết kiệm điện từ 40-50% so với máy xấy nhiệt thông thường. Do đó, chi phí đầu tư sẽ cao hơn máy xấy nhiệt thông thường từ 15-20%. Loại máy này kết hợp hiệu quả của năng lượng mặt trời và công nghệ xấy nhiệt để sản phẩm xấy đạt chất lượng tốt nhất. Anh xấy với quy mô vừa và lớn trên 100kg tươi cho một mẻ thì đây là loại máy cực kỳ phù hợp. Tùy thuộc vào quy mô sản xuất và ngân sách của anh có thể chọn máy xấy nhiệt hoặc máy xấy năng lượng mặt trời tới hợp xấy nhiệt để phù hợp với nhu cầu kinh doanh nhỏ của mình. Mỗi loại máy đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với mục đích xấy cơm cháy. Nếu cần thêm thông tin hoặc tư vấn về các loại máy xấy khác, anh có thể liên hệ trực tiếp với Vinasấy để được hỗ trợ chi tiết hơn nha anh.